bác chúng con đều chuẩn bị sẵn sàng đứng tạm thường bác xong thì chúng ta cùng đón chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quan lâm từ từ thành đăng đàn diệu sư Thanh Châu. Ba đất
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, từ nghìn xưa người Việt Nam đã được thấm nhuần tinh thần từ bi của đạo Phật, tổ tiên của dân tộc chúng ta đã Phật hóa gia đình, giáo dục con cháu hiện kiệt trọng, cũng dường đã vào tri ân tổ quốc sơn hà và chia sẻ hạnh phúc, ban lại tình thương đến mọi người, mọi loài. Trong cả niềm tin tín ngưỡng lời nhắm vào sự giá trị của chư Phật, thì niềm tin đức chư sư Lưu Ni Quang Như Lai là một trong những vị Phật được cả dân tộc Đà Nông nói chung và Việt Nam nói riêng thành kính tôn thờ và cầu nguyện, khơi nguồn hy vọng cho tất cả cuộc đời được hạnh phúc an lạc. Trong ý nghĩa đó, hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 1 thì thời nhằm ngày 26 tháng 8 năm 2019, chùa Hải Quang nhân lễ hoàn thiện ngôi Phạm Hộ và kỷ niệm mỹ nhân lần thứ 32 ngày cố hòa thượng chủ trì viên tịch hồi tụ thiên lành. Chúng con chư tăng và Phật tử tổ chức pháp hội đại đàn điện sư Tân Châu trang nghiêm với những lễ ký tâm đến hầu nhiệm của Phật giáo và đặt ra bản các dân tộc. Giờ phút trang nghiêm đạo tràng tăng thịnh, cung thịnh thượng tòa Thích Đại Đức dân lời tạ bạch được đi đại đức công an thiên sự.
đệ tử của con xin thay mặt các bộ từ trên đầu đặt lễ an lạc. Ai lên thỉnh thọ, ai lên
để tròn phần công đức. Đặc biệt xuất gia đã cùng hòa thượng giúp đàn hầu lẫn nên đạo đàn dù lớn hay nhỏ đều bỏ đức phận rõ ràng. Trước khi ăn, Đức Văn Thù còn làm phạm chúng cho bài thời chư Phật hòa thử. Phạm Thanh Như Lai còn thì nhiệm làm toàn thể ông để trở Đức Thế Tôn mà hoàn hóa. Duyên nay tại nước Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, phường Ba, quận Điện Bàn, chùa Hạ Quan, tiếng đàn phổ Phật. Tô hương phụ kinh, cảnh tạ pháp bảo, hoàn niệm mỗi phạm vũ, tưởng niệm ý nhận, bảo tiếng tôn sư, tuy niệm tiền hầu góp đức, quả cổ văn nhân, tiền bà ấp tẩm như hương lên, bảo đã tử trọng tham thân. Tu kiến dược sư ấp cao như đạo đàn, trái năng cũng dược, thù nguyện nhận thể vô cùng, nguyện lầu quốc hải dân an, ẩm siêu hiếu hải. Kiên đề từ thị kheo, hạ các nhân vật, từ thích đà đức, đồng bộ từ tác dụng tình nghĩa đạo đàn, phương bộ đạo Việt Nam tiến nữ chúng đàn. Nay đạo đàn chúng con thành những công trình hòa thượng Thích Cảnh Trì trụ trì chùa Hồng Sơn, thành phố Long Thành, tỉnh Đồng Nai, từ bi vi tạng sám chú đệ nhất đạo đàn Pháp Hội Dược Sư Thanh Châu, đồng công trình chư tôn đức tăng chùa Bàn Phước, hồ niệm kinh sư đạo tràng, chúng con thành những nhất lễ thỉnh. Nhất lễ thỉnh thường tòa Thích Tâm Minh, trụ trì chùa Đại Minh Viện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, từ bi vi tạng sám chú đề nghị đồng công thỉnh tư tâm tu viện Hoàng Cương Già La hồ niệm kinh sư đề nghị Pháp Hội Dược Sư Thân Châu Di Đà Tràng. Nhắc lễ thỉnh thường tòa Thích Như Lai, trụ trì chùa Long Quang, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, chư tôn thiền đức tăng, trụ sự tăng Già La Phạm Vân, từ bi vi tạng sám chú tình kính sư đề tam Pháp Hội Thích Châu Di Đà Tràng. Nhắc lễ thỉnh thường tòa Thích Phạm Đăng, trụ trì chùa Biên Quang, huyện Tầm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đồng chư tôn đức tăng, trụ sự chùa Biên Quang, từ bi vi tạng sám chú tình kính sư đệ tử Châu Di Đà Tràng. Nhắc lễ thỉnh thường tòa Thích Cảnh Huệ, trụ trì chùa Linh Phủ Phổ Hiền, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hiền chư tôn, hiền đức tăng, hiền viện vạn hạnh, từ bi vi tạng sám chú tình kính sư đề Vũ Châu Di Đà Tràng. Nhắc lễ thỉnh thường tòa Thích Minh Thanh, trụ trì chùa Hoàng Đức, huyện Tầm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đồng chư tôn thiền đức tăng, trụ sự chùa Bàn Đức, từ bi vi tạng sám chú tình kính sư đề Vũ Châu Di Đà Tràng. Nhắc lễ thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Tông, viện chủ chùa Bảo Sơn, thành phố Long Thành, tỉnh Đồng Nai, từ bi vi tạng sám chú trung ương đề Thất Châu Di Đà Tràng.
công đức đạo hiệu Thích Thế Minh chi thượng tòa, đạo hiệu Thích Tông Đình chi thượng tòa, đạo hiệu Thích Trung Đàm chi thượng tòa, đạo hiệu Thích Minh Hòa chi thượng tòa, đạo hiệu Thích Tông Đình chi đại đức, đạo hiệu Thích Đồng Đàm chi đại đức, từ bi vi tạng kinh sư để thất châu trung ương chi đạo tràng. Kim tăng đạo tràng ý như trường sinh cung thịnh chư tôn tịnh đức đăng long đạo tràng đại diện tam thừa chi kinh điển tuyên dương bội hiền chi huyền văn duy huyền chư tôn tịnh đức từ mật cổ, từ mật cổ đại từ mật cổ. Các hiện tiền đề từ chúng con, đề từ chúng con hành kính đàn lễ cung thịnh tam bái nhất tâm đàn lễ đề tam thế gia bảo nhất thiện tâm gia gia đúng trung con vừa rồi là lời áp đặt công an chức sự chư tôn đức là niệm phật lớp hạ đại đàn dược sư thất châu được cử hành trang nghiêm chuông trống bát nhã và nhà đề công minh
mở hồi ước ánh trưởng lão hòa thượng giác linh chứng giác nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát dương tam đăng lễ Thank you.
Nam, thành phố Hồ Chí Minh, hiện trú chùa Hải Quang. Một từ chữ con thành kính đảnh lễ tôn trọng chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức Tăng quan âm chứng minh và tham dự sự hiện diện của vị này trong buổi lễ là nguồn động viên to lớn cho chúng con trên con đường tu học phụng sự đạo pháp và xã hội nhân sinh. Giờ đây trước Phật đài trang nghiêm quý trọng quyền hóa, chúng con tham kính dâng lên vị này lời ấm an sức khỏe, kính chúc vị này được pháp thể thiên an, phật sự yên lành. Kính đọc chư tôn đức. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, người dân miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp để có nơi gặp gỡ an ủi nhau nơi đất là quê người. Họ cùng nhau lập nên hội thương tế và hội trung việt hải lũ và thành lập ngôi chùa Hải Quang dưới sự đặt đá hòa thượng Thích Thiện Hòa phụng hành chỉ giáo đại lão hòa thượng Thích Kỳ Thủ tôn sư của chúng con và hòa thượng Thích Thần Đề từ quan trị vào đảm nhiệm chức vụ chủ trì. Lúc bây giờ ngôi chùa chỉ đơn sơ, dân cư thô sơ, chung quanh nghiệp trang tâm sân hòa. Dưới sự điều hành của hòa thượng chủ trì, chùa Hải Quang ngày càng khởi sắc, chư tăng và phật tử đến tu học đông đảo. Mặc dù lúc ấy khỏi lượng chiến tranh đang tràn ngập trên quê hương xứ sở, cho nên ngôi chùa vẫn kiên đảm không sinh dựng thêm được hàng một nào. Năm 1975, Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Điều đổi giáo thời đại sử, đất nước còn gặp vô vàn khó khăn để hòa nhập, nên chẳng phát triển được gì thêm. Thế rồi, năm 1987, tôn chức chúng con viên kịch, khi tâm nguyện đại trụng nghệ ngôi chùa chưa được thực hiện, bản thân của chúng con thực hiện di phẩm một ngày và được giáo hội vị tướng kế nhiệm chủ trì để xây dựng lại ngôi phạm cũ, đáp ứng nguyện vọng của chư tăng và phật tử để tu học và trên đà phát triển của đất nước trong thời đại hội nhập. Nhân duyên hội đủ, vào năm 2014, chúng con cùng phật tử đạo Phật trong đại trụng kiến chùa Hải Quang trải qua 5 năm xây dựng. Bây giờ ngôi chùa đã hoàn thành, hoặc lên đỉnh các hạng mục mỹ thuật hiện đại, những mặt đền chất kiến trúc Á Đông mang sắc thiền cổ kính, trầm mặc uy nguyên giữa lòng phố thị, để thập phương thiền tín quay về nước tựa, làm thêm một bông hoa trong vườn hoa đầy hương sắc của Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh xinh đẹp, văn hóa và hiện tượng. Kính bạch chư tôn đức, phạm hồ Hải Quang hoàn thành là sự kết tinh tâm nguyện hành đạo của chư vị tiền hiền trong quá khứ, là ân đức của hòa thượng tôn trung thường nhật hà lề, là đơn hoa kết quả từ sự mật thùy hồ niệm của chư tôn đức và đóng góp công sức của thiện nam tín nữ phật tử xa gần, thể hiện lòng biết ơn trong mỗi một chúng con phát tâm tổ chức đại lễ khánh tạ tam bảo trai đàn cầu an diệu sư thất châu bản đồ cầu siêu chẳng tế
truy niệm tiền nhiệm công đức, nguyện cầu cho ông Siêu Diêu Thái. Giờ đây chúng con thành kính thiết lễ, trai tâm trên cũng dường mười phương chư Phật, dưới hiện tiền chư Tôn Đức Tăng, ngưỡng mong quý ngài từ bí hoan hỷ nạp thọ cho đệ tử chúng con được ân tiêm công đức viên thành hạnh nguyện. Nam mô thần tử trang nghiêm công đức Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời tác bạch đào nghị đầy hoan hỷ nhưng cũng không thiếu ngậm ngùi của thượng tọa Thích Đạt Đức khi nghĩ về người thầy khả kính của mình 32 năm vắng bóng nơi ngôi chùa Hải Quang thân thương này. Giờ đây thượng tọa trụ trì, chư tăng và Phật tử chúng con lắng đồng tâm tư nghe lời đạo từ chấp nhận lễ cúng dường hôm nay. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Huệ Tâm chứng minh ban đạo từ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Thập Phương Thần Trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng, thưa Thượng Tọa Thích Đạt Đức chủ trì chùa Hải Quang, thưa toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử hiện diện. Lời nói đầu tiên của chúng tôi là trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức hiện diện cũng đã trang đầy, xin cả lời chúc mừng. Chúc mừng chùa Hải Quang, chúc mừng Thượng Tọa trụ trì đã hoàn thành trọng đại một Phật sự tại chùa Quang thời gian năm năm qua. Mồ hôi đổ xuống đất này để có hoan hợp pháp càng ngày càng đỡ khó. Theo lời trình bày của Thượng Tọa, chùa Hải Quang ngày hình thành để giúp đỡ giai đoạn hồng thành năng để sống trong những thông khổ. Người đề ra hôm nay có thể chia sẻ rằng khá các bộ hoài cao như bản thể để làm nên một gì toàn bảo làm nên lý hưởng cho bà con Phật tử sai lầm. Chúng tôi một ngày giờ xin có lời cảm ơn cao ngợi và chúc mừng thành quả chương trình cùng toàn thể đồng bào Phật tử tại một lần một thời gian qua đã tiếp cận chung kiến vô phạm của bộ phận này để đến đây được học tập riêng lạc. Và vấn đề này còn có một phần tâm dọc tâm tổ chức này là tà tâm lạc cầu để bán thiên kết lợi những thời gian lạc này đổi mới tạo tờ tiền khác. Bởi vì chúng tôi đã cùng nhau tìm vấn đề vượt bậc vượt thời gian khi hoàn thành ở tại địa phương với tâm nguyện và thành quả của mình. Chúng tôi xin hoan nghênh tinh thần thầy trò đi xa tại giờ để hoàn thành cái phật sự này. Để xem chùa hạ tầng trung tâm và bộ phận còn chúng ta thân về tu sĩ thần cao Phật Đà Hòa Hòa Trung Trân thần cao Phật Đà còn gọi đồ Trung Trân chúng ta cơ sở thần to thần lớn thần năng kiến cổ hòa thì việc Phật Đà của chúng ta được thuận duyên như là bất kể thứ hai như một ngày tất cả mọi người đang đi lên đang đi lên thì chúng ta vô lẽ thầm thầm chúng ta làm được cái việc này đã được một việc tổ hạt chung chúng ta vừa chúng ta vừa phục vụ để chung và làm việc cho người Phật giáo chúng ta tự nhiên
tăng thỉnh nguyện giá tên được là có hòa thượng thỉnh chúng chùa có chuẩn bị thờ nguyện khi tự chứng minh cho đà pháp chứng minh cho bộ thầy chứng minh cho trường hợp vô vi tham tấu không bao giờ bị phạm tội. Các thầy các gái thật sự đáng lắm cảm tưởng hữu nghị cảm tu đạo nghiệp thật cầu phật đạo và hòa thượng trang ở phút điểm này chúng tôi cũng xin nguyện tham bảo gia hộ chứng minh cho toàn thể bà con phật tử sao gần trong thời gian trùng tu của bà con chắc chắn rằng thì vì đại pháp tất nhập mặt trong thời tội thường đi để cho ngày hôm nay thầy trò hoa kỳ tổ chức lễ khánh tài đó là công đức vô lượng của quý vị đối với các bạn. Chúng tôi cũng xin ra công đức này cầu nguyện cho tất cả quý vị thiền nam tìm được phật tử chơi gần và gia quyến được bình an mạnh khỏe đạo tâm kiên cố phát tâm dọc lành hộ trì tam bảo đặc biệt tại chùa Hội Quang này mới xây dựng xong chắc chắn cũng có nhiều để phát hòa. Thì quý vị tích cực cố gắng không thể tỏ công trình để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Phật pháp của các tiên mạng sau cùng. Một lần nữa xin kính nhờ bằng bát tam bảo Đức Thiện Sư Lưu Ly Quang Vô Như Lai chư Phật chư Đại Bồ Tát cùng mười phương hộ Phật Long Tiên chư vị thiền thân thì từ chứng minh gia hộ cho thượng tọa Tinh Đạt Đức cùng tùy chùa Hải Quang tăng trưởng Phật Thầy Khinh Đa Phật Sự Viêm Thần thành tu đại nghiệp hoàn thành đắc nghiệp tổ phần mỗi người xuất gia đổi mới tam bảo. Xin cầu nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả quý thiện nam tín nữ phật tử xa gần và gia quyến được bình an mạnh khỏe. Sau cùng chúng tôi xin nhiều tâm hoa kỳ chứng minh và thành tâm làm thọ lễ phật cùng nhiều hôm nay của phật tử xin đem công đức này hồi hướng cầu nguyện cho phật giới chúng sanh được đoàn thành phật đạo. Nam mô thượng hoa nữ bồ tát a di đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một tên hòa thượng chứng minh là thay lời cho toàn thể đại tăng hoan hỷ nhận đặng trụ công dân này, đồng thời họ mong pháp từ cho hàng môn nhân để được đứa con. Chúng con xin nghe đầu đảnh lễ cúng dường tham bái. Chúng con cung thỉnh hòa thượng thỉnh minh khởi sướng danh hiệu Đức Bổn Sư này. Thank you.
Phật tử. Để trước khi chúng ta vào trì tụng pháp hội địa tạng ngày hôm nay, chiều hôm nay, tức là cái buổi quân một, để cho buổi lễ được trang nghiêm và quý vị Phật tử hiểu sâu hơn cái ý nghĩa. Quý vị trong mấy ngày qua, quý vị đã gửi danh sách kỳ siêu, giải oan bản đồ, rồi là tập tế bản loại âm linh cô hồn cho nó đầy đủ và được trọn vẹn thập phần công đức. Thầy thừa lệnh hội đồng trại tăng ở đây có một vài lời để chia sẻ cho quý vị hiểu hơn cái vấn đề quý vị gửi danh sách vào chùa để cầu siêu cho người thân của mình, đặc biệt là trong mùa Vũ Lan Báo Hiếu. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta chỉ cần gửi danh sách và hình ảnh nhờ các thầy ở chùa làm lễ cầu siêu là người mất có thể siêu thoát được, hoặc chỉ cần nghe các thầy đọc xong sớ của nhà mình rồi quý vị có thể rời đàn tràng hoặc rời chùa là việc cầu siêu đã toàn mạng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Cầu siêu là một nghi thức tâm linh quan trọng, không chỉ giúp cho chư vị hương linh thoát khỏi cảnh lang thang vất vưởng, siêu sinh tịnh độ, mà còn giúp gia đình người thân đã mất nương năng lực gia trì của chư Phật cùng trải tâm từ bi và tình yêu thương đến người quả cố, từ đó giúp tâm người sống thanh thản và cuộc sống an bình được suôn sẻ. Nhưng không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc tham dự buổi lễ cầu siêu của người thân đã mất. Hôm nay vì bận rộn hay vì những lý do cá nhân, rất nhiều người nghĩ rằng quý vị chỉ cần gửi danh sách và ảnh đến chùa nhờ các thầy làm lễ cầu siêu là người mất có thể siêu thoát được, hoặc chỉ cần nghe các thầy đọc xong sớ tên tuổi của nhà mình gửi rồi là quý vị có thể rời đàn tràng hoặc rời chùa là việc cầu siêu đã toàn mạng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Kinh điển cũng dạy rằng trong trạng thái trung ẩm, chư hương linh trở nên vô cùng thông minh hơn 9 lần khi họ còn sống. Họ có nhiều năng lực thần thông như có thể đọc được tâm của người khác, biết được gia đình quyến thuộc có thực sự yêu thương hay là vui sướng trên cái chết của họ. Vì thần thức của chư vị hương linh rất là linh thông, họ lại càng đau đớn khổ sở hơn khi biết rằng những người thân của mình không thực sự quan tâm đến cảnh khổ của họ. Do vậy, nếu người sống tham dự khóa lễ cầu siêu, nhất tâm khuyến thỉnh chư hương linh nghe theo lời khai thị của giáo pháp của chư tôn đức thì sẽ được vô cùng lợi lạc và giúp cho hương linh tức thời được siêu thoát. Dưới đây là 5 điều kiện để một khóa lễ pháp hội cầu siêu được trọn vẹn công đức. Một là đàn tràng phải được thiết lập đúng pháp, đúng như lời Phật dạy. Trước khi vào khóa lễ đàn tràng cầu siêu, chư tăng ni đã thỉnh Đức Phật A Di Đà và 10 phương chư Phật qua giảng đàn tràng và kết giới để những năng lực nhiệm ô cũng xâm phạm được vào đàn tràng. Các Phật tử và chư hương linh về dự đàn tràng sẽ được tận hưởng trọn vẹn ân phúc gia trì của 10 phương chư Phật và hội chúng tăng già. Đàn tràng chính là một màn đà la giác ngộ của chư Phật,
là không gian của hạnh phúc, giá trị và công đức. Vì thế, cần bảo vệ năng lực giá trị của đàn tràng, tránh những năng lực tiêu cực có thể gây trở ngại cho sự tu trì của mình và thành hóa môi trường tu tập bằng cách quán tưởng cảnh giới bản tôn. Trên thực tế, các bậc giác ngộ vẫn đang hiện diện khắp mười phương. Song chúng ta bởi vì còn vô minh ám chướng che chắn nên chúng ta không thể nhận ra. Vì thế, để có sự kết nối và thỉnh cầu sự hiện diện của các ngài, chư tăng ni và người trực tiếp kiến lập pháp đàn của Đức Phật A Di Đà để giữ được năng lực thanh tịnh của các đàn tràng, có thể mùa siêu độ cũng chính là mùa Vu Lan vào tháng 7. Năng lực của chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ, trau dồi giới định tuệ, thanh tịnh giới phẩm, tha thiết chú nguyện, nương năng lực của chư Phật mới có đủ sức mạnh phá cửa địa ngục để các tội nhân của địa ngục được lên dự lễ trai đàn cầu siêu pháp hội hôm nay. Đức Phật đã chỉ dạy rằng trong mùa Vu Lan báo hiếu, tất cả chư tăng ni mang trên mình một trọng trách giúp cho các Phật tử hướng dẫn thực hành pháp và tích lũy công đức để có thể siêu độ cho ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ của mình và tha nhân. Chư Tôn Đức là một có một lòng thương xót tất cả chúng sinh, mong nguyện thiết lập tràng cầu siêu pháp hội cho tất cả chư hương linh còn đang lang thang không nơi nương tựa siêu thoát. Với giới đức của người xuất gia, các ngài không vì cầu nhân cầu lợi, không đặt điều kiện vật chất thế gian để tham dự đàn tràng pháp hội. Đối với gia đình của chư vị hương linh tham dự đàn tràng cầu siêu cũng không phải để cầu xin hương linh hay ông bà tổ tiên phò hộ cho mình được phát lộc phát tài, mà với lòng thành tha thiết cầu nguyện cho họ sống được cao đăng Phật quốc, vĩnh viễn xa lìa mọi khổ đau. Vì chư hương linh tồn tại dưới dạng năng lượng chính tâm từ bi vô điều kiện của chư tăng ni và tâm thần cầu nguyện của người thân của quý vị sẽ tạo nên các năng lượng tích cực chiêu cảm đến tất cả chư hương linh. Kính thưa quý vị, ai thành tâm cầu nguyện đến chư Phật đều được cảm ứng và gia trì. Chư vị hương linh bị cản trở bởi tâm bản chất vào cái tôi, vào thân người và vào lục đạo luân hồi, nên nương nhờ ân phúc gia trì của chư Phật và lời cầu nguyện của đại chúng, chư vị hương linh sẽ buông xả mọi bản chất, giải oan gỡ kết, nhẹ bước thân thang và sinh về biển tịnh độ. Trong pháp đàn cầu siêu theo truyền thống Kim Cương Thừa có sử dụng nhiều pháp khí. Pháp khí có những tần sóng rung động thân cao thoát tục, có thể đưa tâm thức chư vị hương linh hợp nhất với năng lực của chư Phật. Mỗi pháp khí đều mang ý nghĩa lợi ích riêng của trời để trợ giúp cho chư vị hương linh. Khi mỗi một hồi pháp khí vang lên, gia đình người thân nên thành tâm cầu nguyện cho chư vị hương linh nhận ra con đường giải thoát và chư Phật từ bi tiếp nhận. Bodhisattva Gambhiram Prajnavan.